Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại với Hatech. Nếu các bạn chưa biết thì Intel vừa ra mắt CPU thế hệ mới Arrow Lake. Và trên bàn mình đây đang là 4 chiếc bom mạch chủ đến từ ASRock, cái series chipset Z890 hỗ trợ CPU Arrow Lake của Intel. Và hôm nay chúng ta cùng nhau trên tay những cái bom mạch chủ, những cái mẫu mới mà sẽ hứa hẹn gọi là san bằng thị trường vào cuối năm nay. Nếu mà thực sự CPU Intel nó ngon, gọi là test hiệu năng và review CPU thì khả năng mình phải hẹn các bạn khoảng tầm 1-2 tuần nữa khi mình nhận được CPU. Nhưng trước mắt chúng ta cùng nhau trên tay 4 chiếc bom mạch chủ đến từ các phân khúc khác nhau của ASRock để xem là chúng ta sẽ có những cái gì trên những bộ PC mới mà các bạn chuẩn bị build. Hãy cùng mình bắt đầu ngay sau intro. Thực sự là năm nay ASRock có rất nhiều mã main khác nhau mà mình theo dõi cũng không kịp, nó rất nhiều model. Và để cho các bạn dễ hiểu hơn thì cách biết được là phân cấp mainboard của ASRock như thế nào thì cao nhất chúng ta sẽ có cái series Tai Chi. Và năm nay cao cấp nhất mình nhớ không nhầm sẽ là Tai Chi Aqua và Tai Chi OCF, là những cái mẫu main gọi là kinh khủng tởm nhất, nhiều face VR mới nhất, hỗ trợ nhiều tính năng nhất. Thậm chí cái con dòng OCF nó còn có rất nhiều những dụng cụ hỗ trợ cho anh em gọi là OC thủ, ép sung thủ. Tức là nếu các bạn chơi gọi là thi đấu ép sung thì các bạn phải chơi mấy con kiểu Aqua hay là Tai Chi OCF. Nó có cả mấy cái heat plate ở trong socket để làm nóng CPU. Nghe lạ không? Mấy anh em tại sao không biết? Tại sao lại có cả cái dụng cụ để làm nóng socket CPU á? Bởi vì là nó sẽ dành cho anh em nào ép sung thủ sử dụng nitơ lỏng để ép sung thì làm nóng cái đáy CPU, tránh nhiệt độ thấp quá đó. Và có những cái nút chức năng và những cái gọi là công nghệ nó dành riêng cho ép sung thủ. Nhưng mà hôm nay mình không phải làm video về những cái sản phẩm siêu high end, siêu kinh khủng tầm đó, mà chúng ta sẽ có những cái main dành cho consumer, dành cho người dùng. Và có lẽ các bạn sẽ là những người quan tâm những cái mẫu này thay vì những cái mẫu gọi là siêu khủng khiếp kia. Thì ở đây chúng ta có từ thấp đến cao. Các bạn sẽ có series Pro và các bạn sẽ có series Steel Legend. Và ở đây mình có cả Lightning, tức là cái series Phantom Gaming. Thì mainstream, tức là người dùng phổ thông, sẽ chọn cái dòng Pro RS này. Những người dùng gọi là yêu cầu hiệu năng cao một chút, những con chip cao cấp hơn, kiểu chip dòng ép sung chẳng hạn, thì các bạn sẽ chơi những con Steel Legend. Còn anh em muốn nhiều tính năng hơn, muốn nó đẹp hơn, khủng khiếp hơn thì lên cái dòng Phantom Gaming là đủ. Còn như mình nói, Tai Chi nó sẽ dành cho anh em gọi là chơi lớn, ép sung thủ khủng khiếp hơn. Thì ở đây là mình có Z890 Pro RS Wi-Fi, hai màu khác nhau, màu trắng, màu đen. Mình có một con Z890 Steel Legend Wi-Fi và đây là một con Z890 Lightning, là cái series Phantom Gaming, là con có thể là cao cấp nhất trong ba con này. Đây chính xác là ba con, có bốn con nhưng mình tính hai con này là một bởi vì nó chỉ khác màu với nhau thôi. Thì nếu các bạn hiện tại muốn build PC trắng thì thường thường các hãng sẽ cho các bạn những cái option PCB màu trắng, bảng mạch trắng, tản nhiệt trắng các thứ để lên những cái build trắng khá đẹp. Nhưng mà thường thường bom mạch chủ màu trắng lại đắt hơn bom mạch chủ màu đen, kiểu phân biệt chủng tộc nhá. Nhưng mà ASRock thì giá luôn mềm. Và các bạn biết tại sao mainboard ASRock hiện giờ giá lúc nào cũng mềm hơn so với các hãng khác không ạ? Nam biết không Nam? Đức biết không Đức? Bởi vì các bạn nhìn kỹ trên vỏ hộp, made in cái gì ạ? Made in Việt Nam. Đúng rồi, nhà máy sản xuất bom mạch chủ ASRock đặt ở Việt Nam, sản xuất trong nước, bán trong nước. Đó lý do tại sao người Việt Nam hiện giờ mua bom mạch chủ của ASRock sẽ luôn luôn có giá mềm hơn các hãng khác. Và ở đây ba con này hãy cùng nhau bắt đầu bằng con Z890 Pro RS Wi-Fi. Thì như các bạn nhìn thấy đây, chúng ta có hai màu trắng và đen. Và cái mình thích ở trên ASRock là họ đi dần gọi là về cái hướng trend hiện tại là người dùng thích màu trắng, nên là ngay cả dòng Pro RS đã có bom mạch chủ màu trắng. Đợt trước mình có làm một bộ PC AM5, tức là con Ryzen 8700, mình mua main AM5 thì mình cũng làm một con main gọi là rẻ rẻ Pro RS Wi-Fi B650M Pro RS Wi-Fi của ASRock. Thì con đó mặc dù là nhìn lướt qua trong cũng tưởng màu trắng thật, nhưng mà nhìn kỹ lại là sẽ là màu bạc bởi bảng mạch nó vẫn màu xám đen. Nhưng bây giờ Pro RS ở trên Z890 trắng hết rồi, cả bảng mạch cũng trắng. Nhưng mà nếu các bạn không thích màu trắng, bạn mua màu đen. Nhưng mà ở đây mình chê một tí này, là cái phiên bản màu đen này thì cái tản nhiệt nó lại màu trắng bạc. Đó, thì mình đã hy vọng là cái con này mà màu đen thì tản nhiệt nó đen xì luôn cho nó đồng bộ, nhưng mà con màu đen này thì tản nhiệt nó vẫn giống màu của màu trắng. Thì mình hơi chê nhẹ nhẹ một chút về cái mặt thẩm mỹ đối với cái cảm quan của mình.
Nhưng bây giờ các bạn thích màu trắng đã có thể chọn luôn ProRes WiFi. Nếu anh em sử dụng CPU ở trên máy tính của mình, các bạn không nhu cầu ép xung, không cần đẩy xung nhiệt RAM và CPU lên quá cao, thì chơi rằng ProRes là đủ. Và đối với con Z890 ProRes WiFi này, chúng ta sẽ có thứ nhất, đó là đương nhiên hỗ trợ socket 1851 là dành cho CPU Arrow Lake thế hệ mới. Và nếu các bạn chưa biết thì năm nay CPU của Intel sẽ có tên gọi là Core Ultra thay vì Core i như trước. Với con Z890 ProRes WiFi, chúng ta sẽ có số Power Phase, tức là VRM là 16+1+1+1+1, tức là 16+4 ấy, 16 dành cho CPU và 4 cái còn lại là chọn thứ khác, ví dụ như RAM chẳng hạn. Các bạn có 4 khe DRAM 5, các bạn sẽ có 1 khe PCI Express 5.0x16, 2 khe 4.0x4 và 1 khe 4.0x1. Chúng ta có một cổng xuất hình HDMI, một cổng DisplayPort rất đáng khen và hai cổng Thunderbolt 4 Type-C. Thì hai cổng này các bạn thích có thể dùng để xuất hình nếu các bạn sử dụng những cái CPU có nhân đồ họa tích hợp. Về khả năng kết nối bộ nhớ thì đây là một điểm rất đáng khen trên main Z890 nói chung và ASRock nói riêng. Chúng ta sẽ có 4 cổng cắm SATA 3 để kết nối với những cái SSD và HDD tiêu chuẩn SATA ngày xưa. Và các bạn có đến 4 khe M2, bao gồm một khe Blazing M2 ở trên cùng. Và tất cả các con main ở đây đều có sẵn miếng tản nhiệt ở trên khe M2. Và khe này sẽ là PCI Express Gen 5X4 và 3 khe còn lại sẽ là PCI Express Gen 4X4. Về cổng USB thì năm nay cũng có một cái điểm khá thú vị, đó là Z890 của ASRock thì có một con là con Tai Chi Aqua, là cái chiếc bo máy chủ đầu tiên, nếu mình không nhầm là con đầu tiên trên thế giới sử dụng toàn bộ cổng USB-C. Nhưng mà hơi tiếc là mình không có con đấy ở đây, có lẽ con đấy nó gọi là sản xuất ít quá và không có hàng demo nên là mình không có. Nhưng mà nếu các bạn là một người nghiện cổng C thì có thể ngắm thử, đợi ngày con Z890 Tai Chi Aqua nó mở bán thì các bạn sẽ được hưởng thụ một cái bo mạch chủ mà toàn của USB-C. Nhưng mà trên con Z890 ProRes WiFi chúng ta sẽ có, quay trở lại, hai cổng Thunderbolt 4 như mình nói nhá, tức là nó vừa tác dụng xuất hình vừa là cổng USB mà, thì các bạn sẽ có hai cổng Thunderbolt 4 Type-C ở phía sau, một cổng 3.2 Gen 2 X2 Type-C để kết nối phía trước, một cổng 3.2 Gen 2 Type-A ở phía sau, 6 cổng 3.2 Gen 1 và 8 cổng 2.0 nửa phía trước nếu các bạn có nhu cầu gắn prime panel. Thì đó là những cái kết nối cơ bản của con Z890 ProRes WiFi. Và như các bạn nhìn thấy là ngay cả ProRes bây giờ là dòng khá là mainstream mà chúng ta đã có WiFi hết rồi. Mà nói chung mình thấy là bo máy chủ PC bây giờ mặc định nên bán có sẵn WiFi luôn, bất kỳ phiên bản nào, bởi vì kết nối không dây bây giờ là một nhu cầu rất cần thiết. Và bởi vì là những cái bo máy chủ bây giờ có WiFi thì thường thường nó sẽ có Bluetooth, thì các bạn có thể kết nối giữa smartphone với cả máy tính một cách rất là tiện lợi mà không cần phải cắm cáp. Thì mình nghĩ rằng bo máy chủ bây giờ nên mặc định có sẵn WiFi là một điều rất là hay. Thì ProRes WiFi nó là như vậy. Còn dịch chuyển tiếp theo lên cao cấp hơn một chút, chúng ta có dòng Steel Legend. Thì đây sẽ là cái dòng mà đem lại hiệu năng cao hơn một chút dành cho những em có nhu cầu ép xung chút xíu. Thì các bạn thể tham khảo dòng Steel Legend. Với con này thì các bạn, mà đương nhiên nhá, tất cả mainboard của ASRock thì đều hỗ trợ đồng bộ LED RGB, Polychrome các thứ, nên các bạn có nhu cầu con nào cũng có thể làm được. Nhưng mà cái con Steel Legend WiFi này chúng ta còn có cả một cái giải đèn LED ở bên dưới cái khe M2 bên dưới này ấy, để nó lấp lánh trông khá là vui. Con này thì sẽ có nhiều phase VRM hơn một chút là 18+1+1+1+1. Đó, và các bạn vẫn sẽ có một khe PCI Express 5.0x16, một khe 4.0x16 và một khe 4.0x4. Thì như các bạn nhìn thấy, con Z890 Steel Legend WiFi này sẽ có ít hơn một khe PCI Express so với con ProRes WiFi. Một phần là mình thấy con ProRes WiFi nó hơi nhiều quá và nó dành cho những người dùng mainstream, những người nào cần cắm cạc mở rộng nhiều. Nhưng còn lên con Steel Legend WiFi có khả năng lượng khách hàng của những cái người dùng này không cắm nhiều hay sao họ bỏ bớt một khe. Cũng như là cái cách mà ASRock thiết kế khe cắm M2, như các bạn nhìn thấy là trên con ProRes WiFi họ sẽ làm hai khe trên và dưới như này, đó, dịch về một bên. Nhưng còn cái con Z890 Steel Legend WiFi họ sẽ làm hai con cạnh nhau, đó, nên là khe M2 nó chiếm mất cái chỗ này, nên các bạn sẽ mất đi một khe PCI Express. Về xuất hình thì lại hơi buồn cười là ProRes WiFi có cổng DisplayPort để xuất hình, nhưng mà con Steel Legend WiFi này thì lại chỉ có một HDMI. Và các bạn đương nhiên có thể sử dụng cổng Thunderbolt 4 thì nó hơi gọi là kỳ lạ một chút. Mình đã hy vọng là có cả DisplayPort trong con này. Về khe cắm M2 thì đều là 4 khe giống con ProRes WiFi, không gì lạ cả. Và USB chúng ta sẽ hai cổng Thunderbolt 4 phía sau, một cổng 3.2 Gen 2 X2 Type-C gắn ở phía trước, hai cổng 3.2 Gen 2 Type-A ở phía sau này, 8 cổng 3.2 Gen 1 nếu các bạn có nhu cầu gắn ở phía trước và 6 cổng USB 2.0. Có một thứ nhân tiện đang ở phần USB mình quên mình cho nói với các bạn, đó là mình thấy rất là hoan nghênh khi mà ASRock làm như này, đó là cái cổng gắn USB 3 ở phía trước này, các bạn thấy không, là họ xoay 90 độ.
về cái phía trước để các bạn cắm. Nếu các bạn không build PC bao giờ có thể các bạn không để ý, nhưng mà nếu anh em lắp PC rồi thì các bạn sẽ biết là cái cổng USB 3 nối ra front panel nó rất là ngứa mắt, bởi vì cái dây nó rất là dày và cắm từ trên xong vòng ngược ra đằng sau nó vừa xấu mà nó vừa lỏng lẻo, dễ vỡ, dễ gãy cái thứ. Thì ASRock làm cái cổng nó xoay 90 độ ra thì các bạn cắm mà nó gọn gàng hơn, nó đẹp hơn rất là nhiều, cũng như là nó đỡ bị gập cong cái dây. Thì đây là một cái lựa chọn mình thấy rất là thú vị, và mình hy vọng là về sau, không biết các hãng có làm không, mà về sau cái cổng 24 pin cắm nguồn này cũng xoay 90 độ luôn thì lắp sẽ đẹp rất là nhiều. À mà còn một điểm khác biệt nho nhỏ nữa giữa Pro RS và Steel Legend, đó là như các bạn nhìn thấy cái khe M2 này, cả hai khe trên và dưới đều thiết kế kiểu dạng toolless. Tức là nếu các bạn muốn tháo lắp SSD thì các bạn chỉ cần dùng tay, không cần dùng tua vít. Còn con Pro RS Wi-Fi này thì vẫn dùng ốc vít cho tất cả các khe M2 đó. Và một điều nữa mà các bạn nên quan tâm đó là cái khe M2 trên cả ba cái model main này, Z890 này, thì đều là một khe hỗ trợ SATA, đó là khe trần chuồng này. Thì như các bạn thấy là chúng ta có tản nhiệt ở ba khe nhưng có một khe sẽ không có tản nhiệt, thì các bạn cần lưu ý. Tiếp theo, cao cấp hơn một tí nữa bên tay trái mình đây, tức là bên phải các bạn là cái dòng Phantom Gaming. Thì dòng Phantom Gaming cũng chia ra khá là nhiều model khác nhau, và chúng ta sẽ có là Z890 Riptide, Z890 Nova và Z890 Lightning. Thì ở đây là con Lightning. Và về tổng thể cái thiết kế và cái phong cách gọi là màu sắc các thứ thì nó sẽ giống nhau, nhưng mà về thông số nó sẽ khác nhau một chút. Ví dụ cụ thể như là cái con cao nhất là con Nova Wi-Fi, chúng ta sẽ có cái power phase là 20+1+2. Còn cái con Lightning này sẽ là 18+1+1. Và tất cả các cái con Phantom Gaming này sẽ đều có Wi-Fi 7 và mạng LAN 2.5 Gigabit. Riêng con Nova Wi-Fi và Z890i Nova Wi-Fi sẽ có mạng LAN 5 Gigabit. Và cái cổng mạng LAN ở trên cái dòng Phantom Gaming nó cũng sẽ sử dụng cái chip xử lý khác so với cái dòng Steel Legend và ProRes Wi-Fi. Thì ví dụ con Steel Legend Z890 này sử dụng là cái chipset của Realtek, còn cái dòng Phantom Gaming sẽ sử dụng Killer LAN. Thì thực sự là mình cũng không chắc là nó khác nhau nhiều hay không, bởi vì những cái thông tin này, thông số này nó đến từ hãng ASRock đưa ra. Thì dùng bình thường không chắc như nào, nhưng mà khả năng là đo thì sẽ phát hiện ra được là cái băng thông nó chênh lệch nhiều hay ít, cũng như là cái độ trễ khác nhau như nào. Nhưng còn về cơ bản thì Phantom Gaming là một cái series nó hoành tráng hơn một chút xíu thôi. Nhưng còn theo như mình thấy, nếu các bạn cái mức tài chính nó không gọi là quá là rủng rỉnh thì anh em dừng lại ở Steel Legend Wi-Fi là đã khá ngon rồi. Và một cái điểm nhỏ nhỏ nữa mà mình quên lúc nãy mình chưa nhắc các bạn, đó là ASRock bây giờ khá là hay là họ đã làm cái tản nhiệt cho khe M2. Cụ thể là khe M2 Blazing là khe ở trên cùng này, tất cả các chiếc main của họ đều có hai cái miếng tản nhiệt, tức là một miếng ở trên và miếng ở dưới. Nếu các bạn gặp phải cái tình cảnh giống mình rồi là đã từng sử dụng một số SSD mà chip nhớ ở hai mặt thì gắn lên những cái khe SSD M2 này nó chỉ có tản nhiệt ở mặt trên thôi, thì mặt dưới mà có chip nhớ nó vẫn sẽ nóng. Thì bây giờ là ASRock tất cả main đều làm cái khe M2 có cái tản nhiệt ở cả trên và dưới, cũng khá là thú vị. À một thứ nữa hay mình chưa nhắc đến, đó là như các bạn thấy đâu, ở tất cả các cái con main ở đây cạnh 4 cái khe RAM sẽ có một ít các cái con tụ nhỏ và con tụ to mà ASRock gọi nó là OC Shield, đang đợi cấp bằng sáng chế đó, để đảm bảo cái nguồn điện đi vào các khe RAM mượt mà và ổn định nhất, để giúp anh em OC, tức là ép xung cái xung nhịp RAM lên cao nhất có thể. Thì đó là một video trên tay nhanh những cái dòng mainboard Z890 mới của ASRock. Hơi buồn là mình lại không có tai chi để nghịch cho các bạn, nhất là cái con tai chi Aqua và tai chi OCF dành cho các gọi là OC thủ kinh khủng tởm. Các bạn biết tai chi Aqua như nào? Nếu anh em nào chưa biết thì mình nhắc luôn là con tai chi Aqua là cái con mà mấy cái block tản nhiệt cho VRM này có cả lỗ để bắt ống nước để các bạn lắp nước mà. Thì mấy con Z890 tai chi nó có nhiều cái hay ho hơn, thú vị hơn. Nhưng còn dành cho người dùng phổ thông thì ba cái model này ở đây mình nghĩ đã là quá đủ rồi. Và đây sẽ là những option mới dành cho anh em chơi Intel vào cuối năm nay. Và như mình đã nói đầu video là mainboard của ASRock vì nó made in Việt Nam nên anh em thì yên tâm là giá main ASRock sẽ là mềm nhất trong tất cả các hãng vào thời điểm hiện tại. Thì đó video ngày hôm nay, những cái model Z890 mới của ASRock hứa hẹn sẽ đem lại cho anh em những cái trải nghiệm mới với PC Intel vào cuối năm 2024. Nhớ để lại một like và nhấn subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí. Mình sẽ gặp lại các bạn trong nhiều video khác. Peace.